cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Dự kiến trong chuyến công tác, cùng dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự hội nghị. Cùng với đó, Thủ tướng có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, thăm địa phương của Nhật Bản, làm việc, tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và quan hệ ASEAN-Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính cả năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, ước tính cả năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ, bằng 75% so với năm 2022. Các thị trường chính nhập khẩu sản phẩm cá tra của Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU đều sụt giảm từ 17 đến 53%. Một điểm sáng là khâu nuôi không bị đứt gãy, đảm bảo sản lượng, chất lượng. Tuy nhiên, xuất khẩu gặp khó đã kéo giá thu mua nguyên liệu trong nước xuống dưới 28.000 đồng một cân, giảm 2.000 đến 3.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá thành sản xuất chiếm khoảng 26.000 đồng một cân. Tăng cường liên kết chuỗi, bơm mạnh nguồn vốn vay và tích cực mở rộng thị trường là các giải pháp căn cơ nhằm sớm tháo gỡ khó khăn trong ngành hàng tỷ đô la Mỹ này. Nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ kết nối hình thành chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, phân phối trên cơ sở liên kết vùng giúp các địa phương đẩy mạnh sự hợp tác, mở rộng thị trường. Lễ tôn vinh trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia do Cục Công Thương Địa phương, Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra sáng nay, ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung quan trọng của chương trình khuyến công. Công tác bình chọn được tổ chức có hệ thống theo 4 cấp: huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia. Mục đích và ý nghĩa của việc bình chọn nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn cả nước. Ban giám khảo hội đồng bình chọn đã nhận được từ Cục Công Thương địa phương 441 hồ sơ gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia của 59 trong tổng số 63 tỉnh thành phố. Từ đó có 173 sản phẩm của các địa phương trên cả nước được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, bao gồm nhóm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Bộ Công Thương khẳng định, việc vinh danh gắn với các giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn sẽ góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của các làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các vùng, miền và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết để phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hồ Chí Minh cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hồ Chí Minh cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết Nguyên đán 2024. Thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, gạo. Với mặt hàng có diễn biến phức tạp nhất là gạo, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua giá lương thực thế giới đã tăng mạnh, trong đó giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng khoảng 40%. Để tăng nguồn lực bình ổn thị trường gạo, thành phố đã vận động mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường gạo. Các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ gạo trong mọi tình huống, giá gạo hợp lý.
gạo không chất bảo quản, chất lượng an toàn, đảm bảo cân đối cung cầu cho thị trường thành phố. Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, tỉnh Thái Nguyên tới ngã ba Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường có chiều dài gần 29 km với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, điểm cuối dự án tại ngã ba Trung Sơn, giao cắt với quốc lộ 2C, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường được đầu tư với tốc độ thiết kế 60 km/h. Riêng đoạn tuyến đi qua thị xã Trung Sơn sẽ được đầu tư quy mô đường đô thị, bề rộng nền đường 14m, bề rộng mặt đường 10m. Việc đầu tư tuyến đường Chợ Chu ngã ba Trung Sơn nhằm từng bước hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, đồng thời tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng trung du miền núi phía Bắc và trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng Việt Nam và đoàn đại biểu chính quyền nhân dân thành phố Bắc Sách, Trung Quốc. Tại tọa đàm, hai bên thống nhất phương án và chương trình tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc, bao gồm lối thông quan Nà Đỏng, Nà Ráy vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại km số 0, khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc. Đồng thời thống nhất định hướng phát triển nhiều loại dịch vụ, thương mại, dịch vụ du lịch văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên nhấn mạnh việc chính thức công bố nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế và mở lối mở Nà Đỏng, Nà Ráy là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong thúc đẩy giao thương hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, hợp tác dịch vụ và giao lưu nhân dân. Nghệ An bày tỏ quyết tâm sẽ dành những nguồn lực tương xứng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư từ Ấn Độ. Đặc biệt, tỉnh nỗ lực thực hiện tốt năm sẵn sàng để đón các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An. Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tại hội thảo Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An, được tổ chức hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin. Phát biểu tại hội thảo, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, năm 2023, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, đứng trong top 10 của địa phương cao nhất của cả nước. Trong đó có 5 dự án FDI từ Ấn Độ với vốn cam kết gần 39 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là chế biến đá ốp lát và gỗ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của 11 tháng năm 2023 giữa Nghệ An và Ấn Độ đạt 70 triệu đô la Mỹ. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Ấn Độ nói riêng, Nghệ An đã và đang chuẩn bị 5 điều kiện thuận lợi gồm quy hoạch và không gian phát triển, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực và sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu chọn Nghệ An là điểm đến, các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường ASEAN với 650 triệu người và hơn 60 nền kinh tế lớn trên thế giới với mức thuế 0% nhờ 15 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, hôm nay Bộ Công Thương cũng khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 nhằm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, trong đó trọng tâm là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và một số sản phẩm của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Với quy mô khu triển lãm 500 m2 và 250 gian hàng tiêu chuẩn của các cơ sở công nghiệp nông thôn, hội chợ triển lãm là cơ hội cho các địa phương, các tổ chức, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong cả nước gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh. Cùng với đó, các hoạt động như tổ chức tọa đàm về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn, tư vấn chuyển đổi số sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra hội chợ triển lãm. Điểm đặc biệt của triển lãm lần này là mô hình giới thiệu sản phẩm trên không gian ảo. Các doanh nghiệp tham dự hội chợ triển lãm sẽ được nhận diện thương hiệu, sản phẩm trong showroom ảo với đa tính năng liên kết, là cơ hội để các bên kết nối giao thương hiệu quả theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng. Rất là kỳ vọng để tham gia vào những hội chợ tương tự như thế này do Bộ Công Thương tổ chức. Và cái sản phẩm Dr. Mom Baby là tuy là chúng mình mới ra đời, nhưng mà chúng mình gọi là rất là tâm huyết.
và muốn giới thiệu được đến rất là nhiều quý đối tác và khách hàng để mọi người có thể biết đến một cái sản phẩm Việt Nam chất lượng cao từ thảo dược thiên nhiên đạt chuẩn của Việt Nam như thế này. Và rất là mong là các ban bộ ngành có thể thông tin rộng rãi đến tất cả các doanh nghiệp và tổ chức nhiều buổi triển lãm hội chợ như thế này hơn nữa để chúng mình có thể tiếp cận được quý đối tác và khách hàng. Đến với thủ đô cũng như là sự kiện ngày hôm nay thì cái mong muốn của Trà Vàng Quy Hoa là muốn đưa cái sản phẩm này đến đông đảo người tiêu dùng ở thủ đô. Trong cái quá trình phát triển cũng đã được các sở ban ngành rất quan tâm và hỗ trợ, trong đó có Bộ Công Thương cũng như là Trung tâm Khuyến công có hỗ trợ các cái chính sách như là thông tin, và đặc biệt các cái sự kiện lớn thì Trà Hoàng Quy Hoa cũng nhận được các cái thông tin để quảng bá cái sản phẩm tại các sự kiện lớn. Lần này tôi mang đến hội chợ lần này là sản phẩm đặc sản của phố Yến Hưng Yên, giúp đỡ của trước hết là của các cấp lãnh đạo tỉnh Yên và Sở Công Thương tỉnh Yên và các sở ban ngành và Trung tâm Khuyến công đã tạo điều kiện chúng tôi là trước hết là máy móc và bao bì và hỗ trợ các xúc tiến các thương mại, các hội chợ. Đấy là rất là thuận lợi cho các đơn vị, các doanh nghiệp của trong tỉnh. 10 năm qua, công tác khuyến công được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã đạt được những kết quả tích cực, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, số lượng cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công trong 10 năm qua là 19.082 lượt cơ sở, trong đó số lượt cơ sở thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách khuyến công là 9.541 cơ sở. Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngoài các đoàn tàu đã mở bán vé trong dịp Tết Dương lịch 2024 gồm tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, Sài Gòn-Hà Nội, SE21, SE22, Sài Gòn-Đà Nẵng, SE29, SE30, Sài Gòn-Quy Nhơn, SNT1, SNT2, SNT4, SNT5, Sài Gòn-Nha Trang, SPT1, SPT2, Sài Gòn-Phan Thiết. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm tàu SPT4, Sài Gòn-Phan Thiết vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 và tàu SPT3 Phan Thiết Sài Gòn vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là những tuyến dự kiến khách tăng cao do nhu cầu nghỉ lễ, đi du lịch trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Riêng vé Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đến nay ngành đường sắt đã bán được trên 111.000 vé. Hiện ga Sài Gòn vẫn còn vé trước Tết ở tất cả các tuyến. Thời điểm sau Tết cũng còn nhiều vé đi tất cả các ngày. Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2024 và Festival Hoa Kiểng Sa Đéc sắp diễn ra, làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp hiện đang trồng hàng trăm hecta hoa bao gồm các loại cúc, hoa hồng, hoa cát tường, vạn thọ, lan mai, trong đó nhiều nhất là cúc mâm xôi với hơn 266.000 giỏ. Cúc mâm xôi là giống hoa được trồng dài ngày nhất trong các loại hoa Tết, phải mất 6 tháng trồng và chăm sóc mới cho thu hoạch. Theo nhiều bà con nông dân trồng cúc mâm xôi, năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên đa số các ruộng cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp dự đoán đều nở vào đúng dịp Tết. Được biết, tổng diện tích hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc hiện nay là 950 ha, tăng 222 ha so với năm 2022. Tập trung trồng nhiều nhất là phường Tân Duy Đông, xã Tân Khánh Đông. Trong hơn 2.000 chủng loại hoa khác nhau, cúc mâm xôi là loại hoa đặc trưng góp phần làm phong phú cho làng hoa kiểng ở Đồng Tháp trong dịp Tết, cũng như phục vụ Festival Hoa Kiểng Sa Đéc vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 sắp tới. Những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần được cải thiện nhờ vào những chính sách phát triển kinh tế từ việc khai thác những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương. Điều này đã được nhiều chị em dân tộc thiểu số chia sẻ trong một buổi giao lưu được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam gần đây. Đây là hoạt động trình diễn của những người phụ nữ dân tộc Mông đến từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong khuôn khổ triển lãm Sáp Ong Sắc Chàm. Cái đặc trưng ở đây trên tấm vải về Sáp Ong Sắc Chàm này là nó có một cái đặc trưng rất là độc đáo. Đó là mình sẽ phải dùng sáp ong để tạo được một số cái hoa văn để lên trên bộ trang phục của mình. Và mình sẽ phải làm thế nào đó để cho cái bộ trang phục của mình có các cái hoa văn nó đặc sắc và về cái văn hóa của dân tộc Mông.
Nghệ thuật tạo hình hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống là một chuỗi các công đoạn cầu kỳ, đòi hỏi sự tỉ mỉ mới tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho bộ trang phục truyền thống của phụ nữ người Mông. Chính vì nét độc đáo riêng có đó mà mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa nghệ thuật dùng sáp ong của người Mông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này không những giúp bảo tồn nghệ thuật truyền thống mà còn giúp bà con có thêm động lực để quảng bá, giới thiệu với du khách về di sản của mình, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Bây giờ cộng đồng người ta cũng quan tâm và người ta biết đến nhiều nên là chúng tôi đang tận dụng cơ hội là chúng tôi sẽ dùng các cái bộ trang phục cũ hoặc là chúng tôi sẽ thiết kế ra một số hoa văn để may áo. Ví dụ mình sẽ tự thiết kế ra những cái áo giống như áo công nghiệp bây giờ để bán ra thị trường để tăng thu nhập cho gia đình. Và có thể là bây giờ chúng tôi mới có thể dùng sáp tràm và sáp ong này làm ra các cái sản phẩm như là giống như chị Trần Thị Tình nói, thành các cái ví, rồi túi sách, rồi quần áo, rồi các kiểu để bán ra thị trường thì sẽ tăng được thu nhập cho chị em phụ nữ dân tộc. Cùng với chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cùng bà con phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng cũng có những giải pháp đồng hành cùng bà con xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đặc sản riêng có của địa phương để quảng bá, giới thiệu, thu hút du khách, góp phần phát triển du lịch, cải thiện đời sống người dân địa phương. Chúng tôi mong muốn tổ chức được và thành lập ra cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 54 tộc Việt Nam. Thông qua đó thì có những cái thông tin, có những cái sự giúp đỡ kịp thời khi những hoàn cảnh gặp khó khăn này, hoặc là những cái sản phẩm mà cần thương mại hóa sản phẩm, hay là cần hoàn thiện các cái hành lang pháp lý, rồi là những cái chứng chỉ để mà có thể bán được sản phẩm giá cao hơn và nhiều người biết đến hơn. Bản thân tôi cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số nên là tôi cũng rất là thấu hiểu và mong muốn được các cấp chính quyền và các tổ chức có những cái chính sách, những cái hỗ trợ cho những người đồng bào dân tộc thiểu số để có thể duy trì và phát triển được những cái văn hóa, cái nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số ở trên khắp mọi miền Tổ quốc. Việc khai thác các yếu tố bản địa, văn hóa địa phương để phát triển kinh tế không phải là việc mới. Thế nhưng để văn hóa trở thành đòn bẩy cho phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con dân tộc thiểu số, cần thực hiện đồng thời nhiều chủ trương, giải pháp để tăng cường gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Bảo tồn văn hóa, song song với phát triển sinh kế, phải đem lại lợi ích cho chính cộng đồng dân cư tại chỗ mới tạo được hiệu quả thiết thực cho phát triển bền vững. Dân tộc sinh sống với số đông ở vùng Tây. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý Hà Nam vừa triệt phá chuyên án bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 3 đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi cho vay lãi trong giao dịch dân sự tại nhà. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền trên 42 triệu đồng và một số tăng vật liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ 6 xe máy và các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng cùng 432 viên ma túy và nhiều tăng vật liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng cho vay lãi suất từ 10.000 đến 30.000 đồng trên 1 triệu một ngày, tương đương 365% đến 1.095% một năm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an địa phương cũng vừa triệt phá 3 nhóm hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt giữ 18 đối tượng tín dụng đen. Theo điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng hơn 10 người cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên tới 75% một tháng, tương đương gần 900% một năm. Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong đường dây tín dụng đen, khám xét và thu giữ hàng loạt tăng vật liên quan. Bước đầu xác định trong gần một năm hoạt động, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ đã cho nhiều người ở khắp các quận huyện vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Cũng trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an các quận huyện cũng đã triệt phá 2 nhóm tín dụng đen khác cho vay lãi suất lên đến 420% một năm.
Ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin ban đầu về kết quả xác minh về clip cảnh sát giao thông truy đuổi đạp ngã xe nam thanh niên mà mạng xã hội lan truyền. Qua xác minh, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ phát hiện người dân điều khiển phương tiện không đi bên phải theo chiều đi của mình nên đã dừng phương tiện để lập biên bản xử lý. Khi phát hiện nam thanh niên điều khiển xe gắn máy có hành vi vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Nghi ngờ người điều khiển phương tiện có dấu hiệu tội phạm nên lực lượng chức năng kiên quyết truy đuổi, áp sát và dùng chân để đạp vào phương tiện nhưng không gây thương tích cho người đó. Qua kiểm tra, người và phương tiện không có dấu hiệu tội phạm nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành vi đối với các lỗi gồm không đi bên phải theo chiều đi của mình, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe theo quy định và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Đại diện cơ quan công an khẳng định việc đại úy Dương Hải dùng chân đạp vào phương tiện để dừng phương tiện của người vi phạm là không đúng, gây phản cảm, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Dương Hải và tiến hành các bước xác minh để điều tra xử lý theo đúng quy định của ngành và của pháp luật. Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn nhóm thanh niên học sinh rủ nhau mua bán các loại tiền chế pháo nổ và điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự. Quá trình đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên thiếu niên thừa nhận hành vi mua bán các loại tiền chất để chế tạo pháo và tự nguyện giao nộp các tang vật liên quan. Gồm 65 quả pháo tự chế tổng trọng lượng 3,3 kg, hơn 1 kg thuốc pháo và 26 mét dây dẫn. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền học sinh sinh viên các bậc học để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là buôn bán chế tạo vật liệu nổ và mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng thống Nga giao lưu trực tuyến với người dân. Trung Quốc, không khí lạnh quét qua nhiều vùng, thử thách nguồn cung điện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc giao lưu trực tuyến với người dân, trong đó tập trung về những vấn đề trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm như sự phục hồi nền kinh tế đất nước, mối quan hệ quốc tế như với Liên minh châu EU và Mỹ. Sự kiện giao lưu lần thứ 20 của nhà lãnh đạo Nga đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước, trong bối cảnh ông Putin vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3 năm tới. Trong cuộc giao lưu kéo dài 4 giờ có chủ đề kết quả trong năm với Vladimir Putin, Tổng thống Putin đã trả lời 78 câu hỏi xoay quanh tình hình kinh tế Nga và các vấn đề quốc tế. Về tình hình kinh tế trong nước, Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế đất nước đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022 và đang tiến về phía trước. Tăng trưởng GDP của Nga năm nay dự kiến sẽ là 3,5%, thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 5%. Về quan hệ quốc tế, Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ. Đối với Liên minh châu Âu EU, Tổng thống Putin nêu rõ nước này không hủy hoại quan hệ với EU, cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với EU phụ thuộc vào chính liên minh này. Đề cập đến quan hệ với Trung Quốc, ông Putin cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển ở mức chưa từng có, góp phần đảm bảo cho sự ổn định trên toàn cầu. Liên quan đến quan hệ của Nga với các khối không gian hậu Xô Viết như Liên minh Kinh tế Á-Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, Tổng thống Putin cho biết Nga đang xây dựng tất cả các hoạt động hội nhập trên cơ sở tự nguyện của tất cả các nước tham gia. Viện Kinh tế Thế giới Kell nhận định kinh tế Đức đang trên đà phát triển trở lại nhưng rất chậm chạp và dự kiến đạt mức tăng trưởng 0,9% năm 2024 và 1,2% năm 2025. Hồi mùa thu, Viện Kinh tế Thế giới Kell đã dự báo kinh tế Đức sẽ suy giảm 0,5% trong năm nay, nhưng trên thực tế, mức suy giảm được điều chỉnh xuống 0,3%, chủ yếu do lạm phát giảm đáng kể. GDP của Đức trong quý 4 năm nay tiếp tục suy giảm quý thứ hai liên tiếp và theo nhận định của một số chuyên gia là đã có dấu hiệu của suy thoái kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất công nghiệp yếu kém. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kell, kinh tế có nhiều dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng trở lại, nhưng chủ yếu là do các hộ gia đình tiêu dùng nhiều hơn đáng kể nhờ tăng lương và tăng trợ cấp của chính phủ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết sẽ phạt hàng chục công ty dược phẩm vì tăng giá một số loại thuốc cao hơn tỷ lệ lạm phát. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm giúp người dân giảm chi phí mua thuốc. Phát biểu tại Viện Y tế Quốc gia vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính phủ đã xác định được 48 loại thuốc trong chương trình Medicare có giá tăng nhanh hơn so với tốc độ lạm phát trong quý 4 năm nay và có thể yêu cầu các nhà sản xuất phải trả lại tiền. Trong nhiều năm, không ai kiểm tra xem các công ty dược phẩm lớn có thể tăng giá thuốc cao và nhanh như thế nào. Trước khi đạo luật giảm lạm phát được thông qua, các nhà sản xuất thuốc đã tăng giá nhanh hơn gần 4 lần so với tốc độ lạm phát. Giá thuốc đang ở mức quá cao. Đây là một sự lừa đảo. Một thống kê cho thấy khoảng 9 triệu người cao tuổi tại Mỹ đã chi khoảng 3,4 tỷ đô la để mua ít nhất một loại thuốc vào năm ngoái. Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, chi phí thuốc đắt đỏ khiến nhiều người không dùng thuốc đúng như kê đơn, bỏ liều hoặc uống ít hơn để tiết kiệm tiền. Đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay đã quét qua các khu vực của Trung Quốc. Không khí lạnh di chuyển về phía nam Trung Quốc trong vài ngày tới và nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc sẽ xuống dưới kỷ lục lịch sử trong cùng thời kỳ. Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh mạnh, nguồn cung điện của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thử thách lớn nhất kể từ mùa đông năm nay. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm qua đã đưa ra 4 cảnh báo về băng, bão tuyết, không khí lạnh và gió mạnh, bao trùm nhiều tỉnh trên cả đất nước. Chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, dự báo từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam. Nhiệt độ cục bộ ở phía Bắc sẽ giảm hơn 20 độ C. Ở phía Bắc Trung Quốc, nhiệt độ tối thiểu ở một số khu vực như ở Tế Nam dự kiến sẽ là âm 15 độ C vào ngày mai 16 tháng 12 và nhiệt độ tối thiểu ở Thiên Tân là âm 14 độ C vào ngày 17 tháng 12. Cả hai đều phá kỷ lục nhiệt độ thấp nhất của địa phương vào giữa tháng 12. Nhiệt độ thấp nhất ở các thành phố phía Đông Bắc như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân dự báo xuống tới âm 27 độ C. Đợt không khí lạnh mạnh lần này đã quét qua hầu hết Trung Quốc, khiến lượng điện tiêu thụ không ngừng tăng và gây áp lực lớn lên mạng lưới điện Trung Quốc. Cơ quan quản lý và ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường đảm bảo cung cấp điện, giám sát hoạt động của mạng lưới điện, làm tan và loại bỏ băng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của lưới điện chính, làm tốt công tác dự trữ than, đảm bảo phát điện bình thường của các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn quan trọng. Số liệu thống kê công bố hôm nay cho thấy dân số Australia tăng nhanh trong năm qua với mức tăng 2,4%. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Cơ quan thống kê Australia hôm nay cho biết, trong một năm tính từ tháng 6 năm 2023 trở về trước, dân số nước này đã có thêm hơn 624.000 người, đưa tổng dân số lên hơn 26,6 triệu người. Tốc độ tăng dân số tại Australia trong năm qua đã trở lại giai đoạn bùng nổ dân số vào giữa thập niên 1950 khi tỷ lệ sinh tăng mạnh và nước này chào đón nhiều người nhập cư. Đáng chú ý, trong số dân gia tăng tại Australia thời gian qua, gia tăng tự nhiên, tức là sự chênh lệch giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong, chỉ là hơn 106.000 người. Và phần còn lại chiếm tới 83% là người nước ngoài đã đến nước này sinh sống và học tập, trong đó đối tượng đông nhất là sinh viên nước ngoài. Việc dân số gia tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn tới nhiều vấn đề xã hội và nhà ở. Nên chính phủ Australia vừa ban hành chiến lược nhập cư mới nhằm giảm số lượng người nước ngoài đến Australia qua việc nâng cao tiêu chí đối với sinh viên quốc tế và người lao động nhập cư. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đã thông báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 7 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, riêng gần sáng và sáng mai có mưa rào rải rác, ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.